Và vòng loại vừa rồi thì toàn đội đã cùng nhau cố gắng giải quyết từng trận đóng một để mà làm sao mà thành tích tốt nhất ở Trung Quốc, thì toàn đội cũng đã hoàn thành mục tiêu đứng đầu bảng. Nói với em thì mỗi giải đấu thì em luôn đặt mục tiêu là sao nhỉ? Thành tích tốt nhất, và cũng như là không chỉ riêng giải U21 này thì em nghĩ là mục tiêu em năm nay cũng là giải cuối cùng giải đấu trẻ cấp độ trẻ, thì em mong muốn là cùng toàn đội làm sao để có giải chức vô địch, và đây cũng là để làm sao có giải đấu thật là ý nghĩa, giải trẻ cuối cùng ạ. Một mùa giải khó khăn khi mà các đội đều có các cầu thủ chất lượng về để thi đấu U21, và cái mục tiêu của em cũng như là đội bóng đặt ra sẽ là giành được huy chương vàng và cũng như là chiếc cúp vô địch cho mùa giải năm nay ạ.